Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MMO truyền kỳ.vn. Hôm nay mình sẽ tích lũy bốc nạp 10 triệu anh em nhé. 10 triệu để gom đồng xu may mắn để chuẩn bị xoay win 3 và đi tìm đồ 380 cho DK. Đấy, bốc 10 triệu mình được bấy nhiêu bốc đây anh em này. Bốc rồi là ngọc rồi là các thứ ấy, vân vân và mây mây được khá là nhiều anh em nhé. Mảnh búa này. Mình chưa có vũ khí cấp 2 anh em ạ. Đang gom mảnh búa để đi đập cái vũ khí cấp 2 đây. Hoành tráng chưa anh em? Đấy, bóc 10 triệu này. Đây này, mới kiếm được cái chân quyền năng này khá là nhả. Mình sẽ kết hợp cái set Phượng Hoàng, set quyền năng và set Hắc Long. Ba món đồ gọi là cũng huyền thoại của DK vào một, gọi là vào một một set này nha. Còn ba set này mỏng cùng một lúc luôn cho nó hoành tráng. Và hoành tráng thôi chứ nói chung là về độ mạnh thì nó không mạnh được anh em ạ. Hoành tráng thì nó rất là hoành tráng rồi. Đấy, ok chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 xu đúng không? Bây giờ mình sẽ ném búp luôn nhá. Ném búp xem hy vọng thấy được đồ ngon. Tinh bền 4 năm khởi động phát nào. 4 4 5 này. Mình chưa ném được cái nào 4 4 5 anh em ạ. Thề luôn. Không biết bọn nó kiếm đâu ra mà giỏi thế này. Thế chuyển gió này, một ốp 100% rồi. Úi trời ơi 17 3 ốp luôn. Nhưng mà cũng ngon, được. Một phát nha. Chưa ném ra được cái dây chuyền 4 4 5 cơ anh em ạ. Ta nhấn chứ. Dây chuyền nước. Có gì hot không? Cũng hai ốp nhưng hai ốp cùi ấy nha. Xem vũ khí rồng nào. Là cái gì đấy? Úi, quyền trượng thiên tử nào. Cùi ấy nha, một cái cùi rồi. Còn hai bốc linh ben nữa thôi. Những bốc này bốc hộp nguyên liệu thôi. Hộp nguyên liệu thì nguyên liệu 2.5 anh em nào lấy thì mình cho nha, cái này này. Mình cũng không cần cái này đâu. Ui giời ơi, linh hồn rơi đấy. Đây là nguyên liệu 2.5. 2.5 thì khá là rẻ thôi. Quan trọng là có win 2 để mà xoay 2.5 hay không mới là điều quan trọng. Tiếp theo là cái bút trang sức đi. Vẫn ra dây chuyền anh em ạ. Phò với ba ốp mà vẫn phò đấy nhỉ. Ba ốp là cực kỳ phò anh em ạ. Nhấn lửa nè. Ra ba ốp các con hoành tráng. Úi trời ơi. Nhấn toàn ra hàng điếu thôi anh em ạ. Thề chưa ném là cái nhấn nào ngon luôn. Nỏ hỏa long 10% cũng được. Nói chung là tạm được. Ra là cái đồ quyền năng 2 ốp 4 5 thì hoành tráng luôn đúng không? Nếu cái tay quyền năng mình nếu mà bui được cái tay với cái chân thì ngon, mình thích cái tay cái chân để mình ép cái dòng dòng 380 đấy anh em. Cùi thế nhờ. Ui rồi ôi anh em, một đống vũ khí cùi này cháo cái kiếm rồng nào luôn, nhỏ thế hỏng rồi, hỏng hết bánh kẹo rồi anh ạ. Mù thái dương nào, ui mù thái dương lúc 445 nào, 4545 ui hai úp mà cùi thế nhở, tiếc ghê đấy, nhưng mà rất là tiếc hai úp mà tiếc ghê luôn đấy. Giày thần ma 4 HP mà 4 HP không biết cộng hưởng vào cái này được không, cộng hưởng vào cái chân quyền năng này được không anh nhá, thử test thử xem như được sao đấy. Ra 45 HP này thì ngon nhỉ, thì cài cần 45 HP thôi, giảm sát thương thì cũng vừa phải nhưng mà không cần nhiều. Đây là ui thất bại luôn, mất luôn cái chân anh em. Đen quá. Bây giờ ta sẽ up cái giày quyền năng với cái này lên nhá. Để sẽ ép thử cái dòng 380 xem có ngon không. Lâu lắm nhưng chưa có đồ 380 để dùng đấy nhỉ. Đã từ rất lâu rồi đấy. À, nhét vào đây, không được một cái gì luôn, toàn đồ đều thôi. Vứt vào đây coi. Vứt hết vào. Toàn đồ linh tinh anh em ạ. Siêu linh tinh luôn, đây gọi là đồ siêu linh tinh. 1, 2, 3. Ây chàng ơi, đâu rồi? Để thử đập bằng cái S em có lên không. Úi, hai viên xịt cả hai là sao ta? Hai viên xịt cả hai là sao ta? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Ui khó thế nhỉ. Được. Bạn hay lắm bạn ơi. Tập nguyên bằng S cho các bạn. Ui hết S kìa. B nó cũng rẻ mà. 2 3 này, 4 5 6. Cố lên. 7 này, 8 này. Đùa là thật tình. Sao sao anh em ạ. Chết rồi. Tôi đập cái gì là hư luôn cái đó anh em ạ. Kến.
đập cái gì là hư luôn cái đó luôn, không hiểu sao luôn, nhưng mà dạo này đập đồ nó cực kỳ tức luôn đấy, lên chín rồi đấy, này đập đồ nó cực kỳ đen luôn này, đập cái nào nó phải xịt ít nhất phải 4 lần rồi, nhưng mà đập lên chín ít nhất phải 4 lần, lần thứ 5 thì may mà lên đây nha. Nãy giờ anh em thấy không, quá là đen rồi, không còn gì để nói nữa rồi đấy. Cái này thì vẫn hở được tí, cứ hưởng hí hưởng được tí nhé. Này cho lên cộng 11 đi, 11 thì nó lại đơn giản quá. Đây có 100k thì một hết đi, 4 cái bùa được nhiều thì được, được bao nhiêu thì được anh em ạ. 1B, 1S, 100, 1 like lên 10 thôi, nhẹ nhàng anh em ạ. Ông thần đúng không, thần đen thật, mình là ông thần đen đấy anh em ạ, không phải đen đâu mà quá đen luôn. Bùa chưa, 60%, đây là ông thần đen đấy anh em ạ. Thế nào, lên luôn rồi, ngon lành rồi. Chân này không mặc được, sức mạnh thiếu 7 điểm. À, hỏng hỏng, thiếu sức mạnh này cái càng đấy. Rồi tay lên luôn rồi, 1 2 3. Nam ơi, Nam nè, cố lên Nam ơi, em đang cổ vũ Nam đấy. 60% lên luôn ạ. À, lên luôn rồi, ơi chúng 8 rồi anh ơi. Nam không có đâu, căng quá. À, đập đồ đen này, 9 lắm. Ui rồi ôi, xuống không biết đâu lên, lên cái dây quyền năng cái anh em ơi, lên cái dây quyền năng nữa là ngon lành luôn. Lên nha nhé Nam ơi, có bùa rồi đúng không, có bùa rồi đúng không, ngon. Còn cái tay thôi nhá, mình sẽ up set, gọi là set lộn xộn nhất có thể, ngon đấy. Ngày hôm nay là gọi là cũng ngọt ngào được tí đấy, ném bút thì chả được gì anh em ạ, hơi đen đúng không, ném bút thì khá là đen luôn, đen như chưa từng được đen. Tập cái giày quyền năng thì toàn bắt nón, tập lại xem lên cái 11 xem được không, còn ít BS đập nốt đi, 1 2 3. Đang Phượng Hoàng đấy, đừng có đùa, đang Phượng Hoàng đấy anh em ạ. Rồng xanh đấy, Phượng Hoàng mà sao lại gọi là rồng xanh nhỉ, quý rồi ơi, Phượng Hoàng sao lại gọi là rồng xanh mới đâu, anh em gọi linh tinh quá. Có lên được không, 11 thì nó lại dễ quá, 55% cho mày thêm bùa nó còn 60% đấy ạ. Lên luôn, hết bùa rồi anh em ạ, hết bùa rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc anh em nha. Mình đã ném múc múc nào 10 triệu và áp được hai món này, món quyền năng với món dầu xanh này, nói chung là sẽ lộn xộn thôi anh em ạ, cái này nó cũng thuộc hạng vớ vẩn không ra đâu mà mua hết, tạm thời là cũng ok rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, anh em xem video thì ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký kênh, cảm ơn anh em, bye bye.